chắn là con dân tô màu nước đã từng trải qua việc này. Đấy là vẽ được một bức tranh rõ là ưng ý, nhưng mà đến lúc đưa cọ lên thì nó bị mốc mọi người ơi. Chính là mốc. Vậy bức tranh mà bạn tốn bao nhiêu tâm huyết vẽ cứ thế mà bỏ đi sao? Không đâu, mọi người hoàn toàn có thể chữa cháy bằng cách thay thế màu nước bằng màu wash nha. Đặc tính của màu wash đấy là nó không kén giấy, có độ che phủ cao và có kết cấu đậm đặc. Vì vậy nên giấy bị mốc thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc các bạn tô màu cả. Trước này thì còn có thể áp dụng được với cả những tranh màu nước các bạn đang tô dở mà muốn sửa những cái lỗi, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng wash đè lên tranh gốc. Tuy nhiên các bạn nên gia giảm các khu vực tô cho phù hợp để tranh không có bị lạc quẻ quá nha. Vì màu wash có độ che phủ cao nên là trong quá trình tô có thể là các bạn sẽ chẳng may tô đè lên những cái phần line áp sẵn, thì mọi người cũng đừng lo, mà chỉ cần dùng liner viền lại là tranh sẽ lại lung linh như ban đầu thôi. Vậy đây là thành quả sau khi mình đã chữa cháy cho bức tranh có giấy bị mốc của mình nè. Mọi người thấy có ok không nào?